tôm thì là món tôm nổi tiếng của một nhà làm mắm ngoài Hà Nội. Và cái món tôm này thì có phải tầm khoảng trên 50 năm. Trời chiên thì rất là đặc trưng của quán anh là được tẩm ướp 5 loại gia vị, rất là thơm ngon. Và cái kèo chiên này thì là một trong những món best seller của quán. Mình ăn cũng từ những ngày đầu quán mở cửa tới giờ cũng nhiều lắm rồi đó, mình đếm cũng không hết. Theo mình thì mình thích nhất là phèo chiên ngũ vị với lại dầu sùm. Mình thấy rất là ngon á, rất là phù hợp với khẩu vị của mình luôn. Giá cả thì rất là phù hợp túi tiền, chất lượng thì mình thấy cũng rất là tốt luôn á, rất là hợp vệ sinh. Ngoài ra thì rau cũng như là các món rất là đều là tươi mới hết. Mình là Trung, hiện tại mình là chủ quán bún đậu có tên Hảo Quán và tại địa chỉ là 193/16 đường Bà Hạt, phường 9, quận 10. Hiện tại quán mình mở từ 10 rưỡi sáng và kết thúc buổi tối là 10 giờ. Trước đây thì anh làm ở trong môi trường hàng không được 2 năm. Sau đó thì cũng nhờ cái sở thích là bún đậu bằng tôm và nó từ đó nó bén duyên với cả cái nghề bún này. Hiện tại như quán ở đây có dao động từ mức thấp nhất là 20 và cho đến 55.000. Bên trong phần đặc biệt 55.000 thì sẽ gồm bún đậu, chả cốm, thịt chân giò, kèo chiên ngũ vị và món dồi sụn chiên. Cái đậu của bên anh thì anh đã phải nghiên cứu và tìm tòi rất nhiều những cái đơn vị sản xuất, và trong đó thì cũng rất là may là tìm được một đơn vị sản xuất của anh người chủ là người Bắc Ninh chính gốc, và anh đã làm việc ở trong Sài Gòn này là hơn 10 năm. Và cái nguyên liệu rồi là những cái chất liệu để sản xuất ra được một mẻ đậu ngon thì là theo công thức của gia truyền từ ngoài Bắc Ninh mang vào đây. Chả cốm với cả dồi sụn đấy là hai cái mà anh phải vận chuyển từ ngoài Hà Nội trực tiếp mang vào Sài Gòn. Chả cốm phải đi theo đường hàng không. Đặc trưng nhất của người Hà Nội đó là mùa cốm. Người ta sẽ thu hoạch cốm từ tháng 7, tháng 10. Thì cái cốm đấy là cốm non, và khi đó người ta về sẽ chế biến thành một món chả. Và để ra được cái món chả cốm này thì là rất nhiều công đoạn. Mà hiện tại ở quán anh sẽ có một loại món tôm mà rất đặc biệt, đó là được chế biến theo công thức gia truyền của gia đình. Và mắm đã được tinh chỉnh một chút cái gia vị vào cho vừa miệng và có một vị đặc trưng rất là thơm, không còn cái vị gắt và khó ăn như cái mắm tôm truyền thống ban đầu nữa. Ngoài cái món ăn theo cách truyền thống là chúng ta sẽ ăn và gắp và chén để chúng ta dùng, thì hiện tại quán anh có thêm một cái món để phục vụ cho cái nhu cầu của mọi người, tức là món đó là món bánh tráng. Thì nó là một cái món để mọi người tăng thêm sự trải nghiệm. Cũng rất là nhiều lời góp ý chân thành từ các bạn, từ lời khen, lời góp ý món ăn hoặc là những cái ví dụ như mắm tôm. Thì là khi mà chưa được đạt được những cái vị ngon nhất định ban đầu thì là cũng dựa theo những lời góp ý chân thành các bạn thì là quán đã thay đổi và có những cái thay đổi tích cực hơn để cho mọi người có thể tiến gần hơn với cả món ăn bún đậu mắm tôm này. Hiện tại quán có thêm dịch vụ bán mang đi, đó là các bạn đặt phần trên Now và trên Lô Ship, và kèm theo là quán có ship cho những bạn nào muốn ăn ở trong cái phạm vi khoảng 3 cây số. Hiện tại quán mình có thêm hai loại nước rất là đặc trưng của Hà Nội, đó là nước sấu và nước mơ. Thì cái nước sấu nước mơ này cũng là một trong những loại nước mà được vận chuyển trực tiếp từ ngoài Hà Nội vào Sài Gòn. Hoạt động trong một năm vừa qua thì cũng rất là cảm ơn sự đóng góp, ủng hộ và sự góp ý chân thành của tất cả các bạn đã đến quán. Và cũng qua đây thì cũng muốn chia sẻ thêm một chút để cho các bạn, những bạn nào mà còn chưa biết hoặc là muốn trải nghiệm về món bún đậu, món tôm của người Hà Nội thì các bạn có thể ghé địa chỉ của Hảo Quán để trải nghiệm thêm. Thì không biết là anh ăn ở đây xong về thì anh có thể giới thiệu cho mọi người biết thêm về Hảo Quán không anh? Có, mình cũng dắt nhiều bạn mình đến đây lắm rồi đó. Nó ăn quá trời luôn các bạn. We'll be right back.